Mình xin dành một lời cảm ơn đến sân khấu Lệ Ngọc tạo được một cái vở diễn rất là hay để cho chúng mình có cơ hội được trải nghiệm, đặc biệt là vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, thì đây là một vở diễn mình cảm thấy là rất là ý nghĩa. Tràng vỗ tay nồng nhiệt, không khí cả hội trường trong sân khấu là nó rực lên luôn. Thật sự nó là rất là xúc động, hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa trong đó, về tư tưởng, về giáo dục, về thẩm mỹ đều có cả. Bất ngờ luôn, bởi vì mình không bao giờ nghĩ rằng là Việt Nam mình có thể dàn dựng được một vở kịch rất là hoành tráng và đầy đủ chi tiết như thế. Bây giờ thì mình vẫn còn rất là xúc động ở trong lòng. Cảm thấy tự hào. Tự hào là vì đất nước mình có một vĩ nhân như Bác Hồ. Nhân vật mà mình ấn tượng nhất thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ từ phần make up mà cả phần diễn xuất của nghệ sĩ Văn Hải cũng rất là ấn tượng, phản ánh rất đúng cái hình ảnh của Chủ tịch lúc người còn sống ạ. Một vị lãnh tụ rất là bận rộn, thế mà lại để ý tới nỗi niềm đau khổ của người dân, thì phải nói thật là chỉ có Hồ Chủ tịch, chỉ có ở Bác Hồ mới có. Những bài nhạc hôm nay thì nó rất là cao trào và hợp với hoàn cảnh ngay lúc đó. Các phân đoạn của vở kịch gây sốc về mặt cảm xúc, nhưng mà như thế nó khiến cho chúng ta có một cái sự chú ý ngay từ đầu rồi. Khi mà diễn viên sử dụng cái chất kịch tính trong cái vai diễn của mình thì họ đã tận dụng một cách triệt để và tối đa. Và theo mình thì đấy là chính là điều ấn tượng nhất mà trong mỗi phân cảnh để lại. Chủ đề chính của vở kịch nói đến đó là vấn đề one size. Và thứ hai là vấn đề về tính chất quan liêu trong xử lý hành chính và trong những cái công việc của nhà nước. Người dân khi mà người ta xem cái vở kịch này thì người ta thấy là tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng vào các cấp lãnh đạo. Và chúc cho sân khấu Lệ Ngọc sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt và mang đến cho toàn thể người dân cùng các bạn sinh viên như mình xem được nhiều những vở kịch hay hơn và chất lượng hơn nữa. Thì mình xin chúc cho những người thực hiện chương trình bên sân khấu Lệ Ngọc có thể có những tác phẩm vở kịch hay hơn và hay hơn nữa để đem đến với cả quý vị khán giả và những người diễn viên càng ngày càng tuyệt vời hơn. Lời cuối cùng thì mình cũng xin gửi đến sân khấu Lệ Ngọc và tất cả các diễn viên là càng ngày càng có sức khỏe và để cống hiến cho sân khấu những vở kịch hay hơn. Sự may mắn để có thể tiếp tục cống hiến và sáng tạo ra những vở kịch còn tuyệt vời hơn như thế này nữa. Ngày càng phát triển rực rỡ và chúng tôi rất yêu sân khấu Lệ Ngọc.